Và như thế thì Hoàng sử dụng thì đến mà bắt đầu mà Oriflame có cái chương trình combo đó cả nhà. Lúc đó Hoàng chỉ dùng cái này thôi à, bồn thì lâu lâu mới dùng thôi. Giống như dùng vào những cái bữa ăn mà thay vì mình không kịp ăn uống á thì mình có thể lắp vào ly bồn để mình dùng, nhưng mà cũng không có thường xuyên lắm. Thì khi bắt đầu Oriflame có cái dòng combo thì nó có cả bồn cả viên, mà mình tập trung vào cái dòng combo thì nó sẽ vừa lợi là vừa dùng được bồn và vừa dùng được viên. Ngoài ra thì mình sẽ có được tặng BB, cho nên cái công việc kinh doanh của mình này càng phát triển hơn, và Hoàng đã tập trung vào combo. Thì cứ đầu tháng như vậy thì Hoàng chị Hoàng một combo cho sử dụng và cho mình và cho mẹ sử dụng, nhiều khi không có đủ bồn để sử dụng. Viên thì tạm thời là đủ, tại vì có thể là mình cắt ra một xíu cũng được sau một tháng. Nhưng mà bồn thì nhiều khi không đủ. Thì Hoàng cũng chia sẻ về cái câu chuyện thứ hai mà về cái wellness bồn mà đã thay đổi. Thì bởi vì mình cuộc sống của mình á, thì đôi khi mình làm bận điều công việc, cho nên là cái mình không ăn uống đầy đủ này, không ăn uống đúng giờ. Thế là bị đau tử, nhà mình có ai gì như vậy không? Đặc biệt đến thời điểm này làm online say xưa làm đến mức là không đi ăn cơm luôn, đúng không ạ? Và nếu như mình cứ duy trì kéo dài như vậy thì cái bao tử của mình lúc đó á, nó bị co bóp nhiều, và lúc đó nó sẽ làm cho cái bao tử của mình bị đau á. Hoặc là nhiều khi mình đói cái mình uống nước có đồ chua vào, hoặc cái là cái bao tử của mình nó sẽ rất là hại cho bao tử. Thì một thời gian dài như vậy thì mà mới được một cái chị bạn, chị mới chia sẻ, tức là chị cũng có cái kinh nghiệm về dinh dưỡng đó, chị mới chia sẻ, thì Hoàng mới chia sẻ về cái wellness. Và chị biết là cái bột và protein của mình rất là cái wellness của mình cái hàm lượng đạm rất là sạch và tốt nữa, cho nên là chị có chia sẻ là thường mà những cái người mà bị đau viêm lết bao tử á, thì tại sao người ta lại nói là ăn xôi với lại ăn bánh mì vào lúc đói á, thì nó mới đau bao tử, đúng không? Thì mình có nghe cái kinh nghiệm này không ạ? Thì cái protein của mình nó là một cái hàm lượng sạch, nó được chiết xuất từ trứng, sữa và đậu Hà Lan. Thì đây là cái hộp wellness sách mà Hoàng đang sử dụng. Hoàng thì thích hương dâu và hương sô-cô-la. Cái cách mà Hoàng sử dụng á là mỗi cái lúc mà mình đói á, thì để chia sẻ trước cái lúc mà Hoàng bị đau bao tử ha, là trong cái khoảng thời gian mà đi làm á, thì Hoàng luôn luôn phải kèm theo những cái gói thuốc sữa đau bao tử, thuốc chữ B, cả nhà biết không ạ? Thì Hoàng thường xuyên là sử dụng thuốc đó. Cứ đói mà mình phải dùng một cái gói đó để cho nó dịu cái bao tử, là không có bị đau á. Thì cứ thời gian dài mà người ta nói là dùng cái đó nhiều không có tốt, cho nên là cái khi mà biết đến cái việc mà sử dụng wellness bột này nè, để thay vào cái gói thuốc sữa đó, thì mỗi khi mà Hoàng đói bụng mà cái bao tử bị xót á, thì bị đau á, thì Hoàng sử dụng một cái muỗng bột gạt ngang cùng với lại cái hộp xếp đó cả nhà. Hoàng chỉ đông có 100ml nước thôi, và Hoàng lắc cho thật đều cho nó đủ cái lượng, là hơi sệt sệt là một tí xíu. Và Hoàng sử dụng thì lúc đó Hoàng sử dụng ngay luôn, và mình chỉ xúc miệng lại chứ mình không có nuốt cái nước đó vào, tức là mình không được uống nước. Khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ đó thì cái protein nó sẽ vào cái bao tử của mình, nó sẽ tự động, nó sẽ giống như là một cái tráng, nó lớp để mà nó tự động làm lành cái bao những cái vết thương bao tử của mình. Thì sử dụng một thời gian dài thì bây giờ Hoàng không có còn đau bao tử nữa. Đó là cái điều mà rất là yêu thích cái dòng wellness bột của mình. Câu chuyện thứ ba mà Hoàng cũng muốn chia sẻ cũng là đau bao tử, nhưng mà mẹ của Hoàng thì rất là nhiều cái bệnh. Nói chung là tháng cuối năm vừa rồi thì mẹ Hoàng phải đi Chợ Rẫy luôn đó cả nhà, và nhiều lắm, bị thận này rồi bị tuyến giáp, bị đau bao tử, nói chung rất là nhiều bệnh. Nhưng mà nằm Chợ Rẫy 10 ngày thì nhờ có cái wellness thì mẹ đã phục hồi rất là nhiều với lại thuốc của bác sĩ nữa. Nhưng mà những người bệnh mà người để ý là họ thấy bệnh rồi cái tâm lý họ cũng chẳng muốn ăn gì hết. Nếu mà không có dòng wellness thì chắc chắn là không phục hồi được sức khỏe. Sau những cái bệnh như vậy mình đã tìm hiểu ra, và trong bao tử của mẹ lại có cái vi trùng HP á, mà cái vi trùng HP nó sẽ bị lây lan nha cả nhà. Tức là mình uống nước chung hay ăn chung với nhau nó sẽ lây á, thì nó cái con vi trùng nó sẽ lây. Thì như vậy thì Hòa cũng cho mẹ dùng thường xuyên wellness, cả hai loại wellness luôn. Thì cái lúc đó mới được một cái bác sĩ mới chia sẻ là cái atoxetin này cả nhà, nó là một cái nó bảo vệ, nó chống lại các gốc tự do để nó bảo vệ tế bào cơ thể thì toàn bộ luôn, trong đó có bao tử, và nó sẽ diệt cái con vi trùng HP. Và bây giờ thì kết quả mẹ kiểm tra lại thì bây giờ mẹ hết cái vi trùng HP trong cái bao tử rồi. Thì đó là cái điều mà rất là kỳ diệu, và bây giờ sức khỏe mẹ rất là tốt. Cho nên nó Hòa cũng muốn nhắn nhủ rằng là bản thân